Dù chịu áp lực chốt lời khá lớn, nhưng nhìn chung thị trường chứng khoán tuần qua tiếp tục diễn biến tích cực. Chỉ số VN Index có điều chỉnh nhẹ trong hai phiên giữa tuần, nhưng tính cả tuần vẫn tăng điểm khá tốt. Cụ thể, so với phiên cuối tuần trước, tuần qua, chỉ số VN Index tăng 9,59 điểm, đóng cửa phiên cuối tuần tại 1.262,33 điểm. HNX Index cũng tăng 3,52 điểm, đạt 303,42 điểm. Thanh khoản toàn thị trường có giảm so với tuần trước, song bình quân, giao dịch theo phiên vẫn đạt 18.437 tỷ trên một phiên. Đây vẫn là mức khá cao so với bình quân của tháng 7. Khối ngoại dù giao dịch không tích cực bằng tuần kế trước, nhưng cũng có thêm một tuần mua dòng nhẹ với hơn 80 tỷ đồng. Như vậy, thị trường chứng khoán trong nước hoàn tất tuần tăng thứ 5 liên tiếp so với chuỗi tăng 4 tuần của phần lớn các thị trường lớn trên thế giới. Thời điểm hiện tại, cả trong và ngoài nước không có thông tin bất lợi, do vậy thị trường sẽ duy trì đà tăng cùng xu hướng hồi phục của các thị trường quốc tế.